Hi guys, my name is Huỳnh Thị Hồng Giang. I'm from Nhân Hòa Secondary School, Mỹ Hào Thảo, Hưng Yên Province. Xin chào các em, cô tên là Huỳnh Thị Hồng Giang. Cô đến từ trường Trung học Cơ sở Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Welcome to my lesson today, and I hope we will have an interesting lesson. Chào mừng các em đến với bài học của cô, và cô hy vọng chúng ta sẽ có một tiết học vui vẻ, đầy bổ ích. Trước khi vào bài học, cô mời các em xem một video nhé. Trong quá trình xem, chúng ta sẽ chú ý cho cô giáo câu hỏi. Is English important for our future? Now, let's watch the video. Since I was little, my father told me that if you do not learn English, you will be behind from everyone. So he's the one encouraged me to learn English. International students, we need to use English to study, and we need to write some English essays, and even in our daily life, we need to communicate with our friends. We should learn first English because we cannot use the technology without English. English now is the main language in the world. So wherever you are in the world, you might find somebody who can speak English. Then will help you. English is not just a linguistic skill. It helps you to enrich your knowledge about the world and everyone around you as well. I need it for work, I need it for studying, need for communicating with other people. So it's important. Cannot live without. Okay. Không có tiếng Anh thì chúng ta luôn luôn đi sau các bạn khác. Không có tiếng Anh, chúng ta không thể tiếp cận với công nghệ thông tin. Và các sinh viên luôn luôn cần tiếng Anh để giao tiếp, để học tập và để viết luận. Và không có tiếng Anh thì chúng ta sẽ không thể có những cái tri thức của thế giới. Vậy, chúng ta sẽ quan sát lại câu hỏi. Is English important for our future? Yes, of course. Tiếng Anh vô cùng quan trọng cho tương lai của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng tìm hiểu tiếp về chủ đề này. Tại sao tiếng Anh lại quan trọng đến như vậy trong Unit 9, English in the World, Skills 1 on the page 38. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ chú ý, chúng ta sẽ đi hai kỹ năng, đó là Reading and Speaking. After this lesson, you will be able to read for general and specific information about English as a global language. And you will be able to discuss the experience in the learning and using English. Sau bài học này, chúng ta biết cách đọc và tìm hiểu những thông tin chung và thông tin chi tiết về chủ đề tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu. Và chúng ta biết cách chia sẻ kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh của mình. Xin mời các em vào phần đầu tiên, Reading, với Activity 1. Read the following text about English as a means of international communication. Look at the words in the box, then find them in the text and underline them. What do they mean? Chúng ta hãy đọc bài khóa với chủ đề Tiếng Anh là một phương tiện giao tiếp quốc tế. Hãy nhìn vào các từ trong bảng sau. Sau đó chúng ta hãy tìm trong bài khóa và gạch chân các từ đó trong bài khóa và tìm hiểu nghĩa của các từ nhé. The first word is settlement, emergent, derivatives, establishment, dominant. Now, let's fight. Chúng ta hãy bắt đầu tìm trong bài khóa 5 từ sau. Now, you look at the text. The first paragraphs, you can see. Rất dễ dàng cho chúng ta có thể nhìn thấy các từ như là establishment. Yes, you can see establishment. Từ thứ hai, các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy đó là dominant. Từ thứ ba, đó là settlement. Từ thứ tư, các bạn có thể nhìn thấy trong đoạn số 2 đó là emergent. Và từ thứ năm, derivatives. Derivatives.
Now, what do they mean? Chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của năm từ này trong các đoạn văn nhé. The first was establishment. Các bạn nhìn vào trước và sau từ establishment, bạn nhìn thấy từ English as a mother tongue in all continents of the world. Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ ở tất cả các châu lục trên thế giới. Vậy establishment means the act of starting or creating something that is meant to last for a long time. Đó là sự hình thành. Now, listen and repeat. Establishment. Establishment. Okay, the second word, dominant. Now you look at before and after the dominant. Chúng ta nhìn trước và sau từ dominant. You can see English language in the world. Ngôn ngữ tiếng Anh trên thế giới. Vậy thì ngôn ngữ tiếng Anh mà lại trên thế giới. Vậy dominant, it means more important, powerful or noticeable than other things. Sự thống trị vượt trội. Now, listen and repeat. Dominant. Dominant. Okay, with the third word, settlement. You can see the word, the export of language in North America. Sự du nhập ngôn ngữ vào Bắc Mỹ. So, settlement is mean the process of people making their homes in a place. Sự định cư. Now, listen and repeat. Settlement. Settlement. Okay. Go on with the fourth word. Immersion schools. You can see the word before immersion school. English school create all English environments for English learners. Trường tiếng Anh mà tạo ra môi trường học tiếng Anh cho tất cả những người học. Vậy đó là trường gì? So, immersion is mean the language teaching methods in which people are put in the situation where they have to use a new language for every day, for everything. Đó chính là chuyên ngữ, phương pháp dạy ngôn ngữ với những tình huống thiết thực. Now, listen and repeat these words. Immersion. Immersion. Yes, this is the fourth word. And go on with derivatives. You can see the words, new words invented due to the free admissions of words from other languages. Từ mới được phát minh nhờ vào sự du nhập tự do của các từ từ các ngôn ngữ khác nhau. Vì vậy mà derivatives is mean the words that have been developed from other words. Ngôn ngữ vay mượn, từ dẫn xuất. Now, listen and repeat the words. Derivative, derivative. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu 5 từ xuất hiện trong bài. Đó là establishment, dominant, settlement, immersion and derivatives. Now, listen and repeat again. Establishment. Establishment. Dominant. Dominant. Settlement. Settlement. Immersion. Immersion. Derivative. Derivative. Rồi về nhà các bạn chú ý cho cô giáo đặt câu với 5 từ mới này để chúng ta được nhớ từ tốt hơn. Tiếp theo, các bạn sẽ sang hoạt động số 2. A2. Read the text again and match the headings A to C to the paragraphs 1 to 3. Các bạn hãy đọc lại bài khóa và nối cho cô giáo các tiêu đề từ A tới C với các đoạn văn từ 1 đến 3. Chúng ta sẽ có 3 tiêu đề. A. A changing language. B. A global language. C.
learning English almost 24 hours a day, and 3 paragraphs. Now, read, find the keywords and match. Chúng ta sẽ đọc và tìm những từ chìa khóa để nối nhé. The first paragraph, với đoạn số 1, you can see the word global language. So, easy to find the heading B, a global language. Đó chính là tiêu đề B, a global language. Part 2, on the first sentence you can see more and more people around the world are learning English as a second language. Ngày càng nhiều người trên thế giới đang học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. So, of course, C, learning English almost 24 hours a day. The paragraph 3, of course, it is A. Tất nhiên đoạn 3 sẽ là A, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái cụm từ chìa khóa. The new English speakers are not only learning the English language, but they are also changing it. So, number 3, it is A. Vừa rồi các bạn đã tìm được các cái tiêu đề cho 3 đoạn văn. Và qua bài tập này, chúng ta cũng có được một cái kinh nghiệm, đó là tiêu đề của đoạn văn thông thường sẽ nằm ở các câu đầu của đoạn văn, hay người ta còn có thể gọi đó là các cái câu tiêu đề. Tiếp theo chúng ta sẽ sang hoạt động số 3, đó là A, B. Read the text again and answer the questions. Đọc bài khóa lại và trả lời các câu hỏi. Now, I have some questions. How many questions here? There are 5 questions. Any new words? No new words. Okay? Now, we are going to find the answers for each question. Question 1. What has given the English language its dominance in the world today? Điều gì đã mang lại tiếng Anh trở thành thống trị trên thế giới ngày nay? You can see on the paragraph 1. The first, you can look at here, its dominant status. 2 factors. The first is the export of language, and the second were the great growth of population in the United States. You can see, đó là nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, đó là sự du nhập ngôn ngữ. Thứ hai, đó là sự phát triển lớn mạnh của dân số Mỹ. So, the answer is it is the export of the English language and the great growth of population in the United States. Question 2. What was the great growth of population in the United States in the 19th and 20th century assisted by? Sự phát triển lớn mạnh của dân số Mỹ vào thế kỷ 19 và 20 do đâu mà có? Now, you can read again the text and find. Now, you can easy to find the great growth of population in the United States, which was assisted by massive immigration. So, the answer is immigration. Đó là sự di cư một cách khổng lồ. Go on with the question 3. What do English learners do in English immersion school? Học sinh trong các cái trường tiếng Anh thì làm gì? Now, you can find. English immersion schools do all their school subjects and everyday activity in English. So, the answer is they do all their school subjects and everyday activity in English.
sinh viên trong các trường chuyên ngữ, họ thường học tất cả các môn và làm các hoạt động hàng ngày đều sử dụng tiếng Anh. Question 4. What is English? English là gì? Now, you can find in the paragraph 3, you can see English, the Indians mix up English and Hindi. Đó là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hindi. So, the answer is, it is a blend of English and Hindi words and phrases. Đó chính là sự pha trộn giữa các từ và các cụm từ trong tiếng Anh và tiếng Hindi. Question 5. How are new English words being invented every day all over the world? Các từ mới tiếng Anh được phát minh hàng ngày trên khắp thế giới bằng cách nào ạ? Now, you read again the text and you can easily to try. Other words, new words are being invented due to the free admissions of words from other languages and the easy creations of compounds and derivatives. So, easy to find out the answers. They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives. Chúng được phát minh hàng ngày trên khắp thế giới, đó là nhờ sự du nhập tự do của các từ, từ các ngôn ngữ khác nhau và sự sáng tạo một cách dễ dàng giữa các cái từ ghép và ngôn ngữ vay mượn. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu 5 câu hỏi. Đó cũng chính là chúng ta đã hiểu được rất rõ tại sao tiếng Anh lại quan trọng trên thế giới như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cũng như cách sử dụng tiếng Anh của mình trong phần số 2, đó là phần Speaking with Activity 3, với hoạt động số 3. Put the list of ways to improve your English in order of importance for you. Chúng ta hãy sắp xếp các cách để nâng cao tiếng Anh của mình theo mức độ quan trọng. Dưới đây cô giáo có 8 cách. Taking tests, tham gia vào các bài kiểm tra. Memorizing English vocabulary, nhớ các từ bằng tiếng Anh. Writing emails and texts, viết thư và bài văn bằng tiếng Anh. Speaking for fluency and not being corrected all the time, luyện nói tiếng Anh mà không bị sửa lỗi. Listening to songs in English, luyện nghe các bài hát tiếng Anh. Reading English social media websites, đọc các trang web xã hội bằng tiếng Anh. Writing essays, viết luận. Imitating English pronunciation, bắt chước phát âm tiếng Anh. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thêm một số ý tưởng của mình nữa. Ví dụ, listen to the radio or watch English programs on TV. Chúng ta hãy nghe các cái chương trình bằng tiếng Anh hoặc xem các chương trình bằng tiếng Anh trên TV. Take part in the English club, tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh. Và chúng ta sẽ sắp xếp cho cô giáo theo mức độ quan trọng của việc học tiếng Anh sao cho phù hợp với mình nhé. Nào, chúng ta bắt đầu sắp xếp. Và các bạn cũng có thể quan sát, đây là một ví dụ theo ý chủ quan của cô. Ví dụ, cô giáo chọn mức độ quan trọng nhất, đó là memorizing English vocabulary, nhớ các từ tiếng Anh, vì từ là một thành phần rất quan trọng trong quá trình giao tiếp. The second, taking tests, tham gia vào các bài kiểm tra. Vì khi tham gia vào bài kiểm tra thì buộc chúng ta phải luyện tập và để đạt được kết quả cao. Thứ ba, cô giáo có thể chọn listening to songs in English,
luyện nghe các bài hát tiếng Anh. Vì khi luyện nghe các bài hát tiếng Anh thì chúng ta sẽ học được các từ mới một cách dễ dàng, thoải mái mà không hề nhàm chán. Đấy là ví dụ của cô. Còn các bạn hãy chọn theo ý chủ quan của mình. Chúng ta sẽ chọn theo ý chủ quan của mình và sắp xếp theo mức độ quan trọng nhé. Sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn của mình tại sao mình sắp xếp như thế và đưa ra lời giải thích. Các bạn sang phần tiếp theo, đó là phần số 5. Take one of the ideas from three and think about how you can achieve it and share them with your friends. Chúng ta sẽ lấy một ý tưởng trong bài số 3 và nghĩ làm thế nào để chúng ta thực hiện được ý tưởng đó và chia sẻ với các bạn của mình. Đây là các ý tưởng trong bài tập số 3 mà các bạn sẽ chọn. Với cô, ví dụ cô có thể chọn Listen to songs in English. Và cô giáo cũng chia sẻ với các bạn lý do như sau. Cô cũng chia sẻ với các bạn cách thực hiện như sau. I will listen to English songs to improve my English because this method is not boring. I will listen again and again every song. Then underline the new words and new grammar. And then I look up them in the dictionary and I write them on the note paper and stick them on the place where are easy to be seen. Cô sẽ nghe các bài hát tiếng Anh để nâng cao tiếng Anh của mình. Bởi vì phương pháp này không hề nhàm chán. Và cô giáo sẽ nghe đi nghe lại mỗi một bài hát, rồi gạch chân các từ mới và các ngữ pháp mới. Sau đó thì cô sẽ tra chúng trong từ điển, rồi dán chúng lên, viết chúng lên các mẩu giấy nhớ và dán chúng ở những nơi dễ nhìn. Đấy là một trong những phương pháp của cô và cô đã vạch ra để thực hiện. Và sau đây cô giáo cũng mời các bạn xem một video, một bạn chia sẻ cách học tiếng Anh của mình nhé. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu xem. Chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn 3 mẹo mà bạn có thể làm ở nhà. 3 mẹo để các bạn có thể làm ở nhà để giỏi tiếng Anh mà học như không học nha. Từ trước đến giờ ấy, mình vẫn luôn luôn nói với các bạn là tiếng Anh vui lắm, thích lắm, dễ lắm, không cần phải học đâu. Không phải là không cần phải học đâu mà không cần quá căng thẳng với nó. Nhưng mà mình đoán là tại vì mình chưa nói kỹ cho nên là nhiều bạn vẫn cảm thấy mông lung ấy. Vậy thì hôm nay mình sẽ nói thật kỹ để sau video này bạn sẽ thấy là tiếng Anh không cần học khổ sở vẫn vui và dễ và thích như thế nào ha. Mình có máy ở đây rồi, mình sẽ bày cho, mình sẽ làm kiểu như là thị phạm sát sườn cho các bạn biết là mình làm như thế nào. Ok, bắt đầu. Cách đầu tiên rất dễ làm và dễ yêu là xem phim. Cái này mình chắc chắn là bạn nghe nhiều rồi, nhưng mà đợi tí để mình nói kỹ hơn về cái cách xem này. Ngày xưa ấy, mình chưa có internet đâu các bạn, nhưng mà anh trai mình không biết mua ở đâu mấy cái đĩa DVD phim xịn lắm, kiểu DVD chính hãng luôn ấy. Mua đĩa chép lậu thì vẫn mua, thời đấy ai cũng mua đĩa chép lậu cả. Thế nhưng mà nhà mình có một số đĩa phim rất là xịn, có phụ đề tiếng Anh hẳn hoi. Và cái phim mà mình thích nhất ấy là The Kid với cái ông Bruce Willis vai chính ấy. Mình xem đi xem lại cái phim đấy phải hàng trăm hàng ngàn lần. Mình thề với các bạn mình không có nói khóa lên đâu. Vào cái thời mà chưa có internet ấy, trẻ con như mình xem phim nghe nhạc là bằng cái đĩa tròn tròn hết, và mỗi đĩa đều được cày đi cày lại cả ngàn lần ấy. Cái tuổi thơ mình nó là như vậy các bạn. Thế thì tại sao mình xem nhiều lại giỏi tiếng Anh mà có thể một người khác cũng xem như vậy lại không? Câu trả lời nằm ở chỗ mình xem phim có phụ đề tiếng Anh. Nếu bạn xem phim phụ đề tiếng Việt thì cũng tốt thôi, thế nhưng mà lâu ngày bạn dễ. Vừa rồi chúng ta đã nghe một bạn chia sẻ về cách học tiếng Anh của mình, đó là xem phim có phụ đề tiếng Anh. Và ngoài ra bạn ấy còn chia sẻ với chúng ta nhiều cách nữa. Tuy nhiên trong thời lượng bài hôm nay thì cô giáo cũng không chia sẻ hết được với các bạn. Các bạn có thể tham khảo rất nhiều cách học tiếng Anh của mình qua các cái YouTube trên Internet và qua các bạn của mình, qua thầy cô của mình. Vâng, thưa các em. Sau khi cô trò mình đã tìm hiểu chủ đề English in the World in Skills 1 qua hai kỹ năng Reading and Speaking. Trong phần Reading, cô trò mình đã đọc và tìm hiểu được một bài khóa, đó là English as a means of international communication. Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc tế. Và chúng ta đã hiểu được rất rõ đó là một ngôn ngữ toàn cầu
và người ta học nó 24 tiếng trên từng ngày. Và đó là một ngôn ngữ đang có sự thay đổi. Tiếp theo với phần kỹ năng nói, chúng ta đã biết cách chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của mình và làm thế nào để cải thiện việc học tiếng Anh của mình. Và tất cả chúng ta chắc cũng đều hiểu được từ câu sau: English is the keys to success. Tiếng Anh là chìa khóa của sự thành công. Để bài học của chúng ta hiệu quả hơn, cô giáo yêu cầu các bạn về nhà luyện đọc bài khóa lại và kể lại nội dung chính của bài khóa, đặt câu với các từ mới, xem các video chia sẻ cách nâng cao trình độ tiếng Anh của mình trên YouTube hoặc qua thầy cô bạn bè, làm việc theo cặp nhóm để chia sẻ kinh nghiệm học của mình và không quên chuẩn bị Unit 9 Skills 2. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô xin chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, học tập thật tốt. Chúc các em thành công. Goodbye. See you later. Được chưa ạ?